Thưa quý vị, có hệ thống cảng biển quốc tế, có ngư trường rộng lớn và có vùng biển nằm trên tuyến hàng hải quốc tế. Thế nên khu vực biên giới biển Bà Rịa Vũng Tàu luôn sôi động lẫn phức tạp. Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm khu vực biên giới biển Bà Rịa Vũng Tàu với các lực lượng chức năng cũng vô cùng nặng nề áp lực. Riêng đối với tội phạm ma túy, từ đầu năm cho đến nay, Bộ đội biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu luôn tăng cường phối hợp với các lực lượng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, cơ sở, đối tượng và liên tiếp lập nhiều chiến công. Ngày 24 tháng 2, tại khu 5 tầng, phường 7, thành phố Biển Chục Tàu, đồn biên phòng Bến Đá đã kịp thời phát hiện đối tượng tàng trữ hai gói ma túy đá. Nửa tháng sau, ở phường Giang Biển, Thắng Tam của thành phố Chục Tàu, biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu cũng bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy đá. Thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày một tinh vi, nên lực lượng biên phòng phải rất dày công theo dõi, mật phục. Tình trạng buôn bán ma túy trên đường biển thì đơn vị cũng đã có kế hoạch để đấu tranh, bởi vì cái đối tượng vận chuyển trên biển này cũng rất khó khăn. Tìm được ra cái manh mối cũng rất khó, nên là đơn vị cũng đang xây dựng kế hoạch để làm sao tập trung để triệt phá cái vận chuyển bằng đường biển. Thì trước nay thì chúng ta cũng đang làm nhưng mà cái hiệu quả chưa có. Huyện Long Điền có 28 km đường biển với 3 cảng cá và 1 bãi neo đậu ghe tàu. Công tác phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy rất dày công, bởi chính người dân địa phương mua bán ma túy. Có những gia đình có đến 4-5 con nghiện, nên vừa là người sử dụng, vừa bán ma túy. Do đó, công tác nắm địa bàn, theo dõi đối tượng được lực lượng biên phòng địa phương đặt lên hàng đầu. Nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện, xử lý có hiệu quả các cái vụ việc xảy ra trên địa bàn, trong đó đặc biệt là về cái tội phạm ma túy. Thì trong năm vừa qua chúng tôi đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 8 vụ trên 8 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2020, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ và xử lý 51 vụ với 84 đối tượng, khởi tố hình sự 42 vụ với 46 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép ma túy, thu giữ gần 4,2 kg ma túy dạng đá, 0,17 gram ma túy dạng thuốc lắc, 3 gram heroin. Riêng 3 tháng đầu năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ và xử lý 19 vụ với 30 đối tượng, tịch thu 110,39 gram ma túy dạng đá. Phối hợp với các lực lượng cảnh sát biển, hải quan và các lực lượng khác trong cái nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tội phạm, và làm tốt cái công tác phối hợp liên tịch với Viện Kiểm sát các cấp trong cái kiểm sát điều tra các cái vụ án về ma túy để đảm bảo đúng pháp luật, bắt đúng người. Nỗ lực đẩy lùi cái chết trắng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đeo bám, nắm chắc địa bàn, đối tượng, tăng cường phòng chống ma túy và tội phạm trên các địa bàn trọng điểm. Với phương châm vừa kiên quyết đấu tranh vừa làm tốt công tác phòng ngừa, Bộ đội Biên phòng còn đẩy mạnh tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về tác hại của ma túy, từ đó tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm ma túy.